Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước ở cái bài 18 thì thầy đã quay xong cho em và chúng ta đã nắm được về cái tính chất vật lý và cái tính chất hóa học của kim loại rồi đúng không nào? Nói tóm lại ấy, để mà viết được phương trình hóa học thì bắt buộc chúng ta phải nắm được các cái tính chất hóa học của kim loại này, của muối này, của axit này, của bay này, của bazơ á, của oxit này, vân vân. Thì chúng ta cũng cần phải nắm được, chúng ta biết cái sản phẩm của nó sinh ra là gì nha. Nói chung thì chúng ta cũng phải tham khảo thêm như thầy ở cái chương trình hóa học lớp 9, chương trình cũ em, người ta viết rất là hay và rất là logic. Ok, trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài 19, đó chính là dãy hoạt động hóa học. Dãy hoạt động hóa học ở đây á thì nghĩa là để mà xây dựng được một cái dãy hoạt động hóa học thì chúng ta cần phải làm các thí nghiệm để xem thử là kim loại nào mạnh và kim loại nào yếu. Thì ở trong cái bản hệ thống tuần hoàn á, ở trong cái chương trình lớp dưới thì thầy cũng đã giới thiệu rồi chứ không phải là chưa giới thiệu với em. Đây nè, ở trên đây là bảng tính tan mà thầy nói rồi, để nhận biết kết tủa các kiểu ha. Đây nè, cái này dãy điện hóa của các kim loại, cái tính oxy hóa của ion kim loại tăng dần, nghĩa là nó sẽ tăng ha. Là ở đây lithium này, kali nghĩa là potassium đúng không, barium, calcium, sodium, magnesium này, aluminium này, đó nó sẽ nghĩa là ở đây tính oxy hóa của ion kim loại nó sẽ tăng, theo chiều này, được không nào? Như vậy thì nếu như các kim loại á mà mạnh thì nó sẽ đứng đằng trước này các em. Trong đó lithium này, li này, nó sẽ là kim loại mạnh nhất, rồi tới kali, rồi tới bari, rồi tới canxi, rồi tới natri. Rồi thế nào? Thì bây giờ để mà biết được nó mạnh hay yếu, kim loại nào mạnh hay kim loại nào yếu thì bắt buộc chúng ta phải làm thí nghiệm để xem được thằng nào đẩy ra thằng nào. Nghĩa là ví dụ như chúng ta thấy là cái thí nghiệm mà cho sắt tác dụng với muối đồng sunfat, copper sunfat ấy, copper 2 sunfat anh em, thì nó sẽ tạo ra được là iron sunfat. Sunfat ấy, nghĩa là sunfat, cứ đọc sunfat nghĩa là gốc SO4 nghe. Cộng với copper nghĩa là đồng ấy, nghĩa là sắt nó sẽ mạnh hơn đồng. Nghĩa là các em thấy sắt 2 này, các em thấy sắt 2 cộng không? Nó sẽ mạnh hơn đồng, nghĩa là nó đứng trước thằng đồng này. Nhưng mà thằng đồng này nó lại mạnh hơn thằng sắt 3 cộng này nhá. Sắt hóa trị 3 sẽ yếu hơn đồng hóa trị 2 này nha. Ta phải lưu ý, sắt nó có hai hóa trị này. Sắt 2 thì nó mạnh hơn thằng đồng, nhưng thằng đồng thì mạnh hơn thằng sắt 3. Đó, ok chưa? Ta phải nhớ như vậy. Thì bây giờ trước khi mà đi vào bài thì hướng dẫn giới thiệu sơ qua để chúng ta sơ lược để chúng ta nắm cho học cũng khỏi bỡ ngỡ các em nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở câu hỏi khởi động này. Quan sát các đồ vật làm từ kim loại sắt, đồng, vàng, bạc xung quanh em. Ví dụ như cái đồng hồ thầy đây làm bằng sắt này. Phải không nào? Tay thầy thì không có vàng. Không có vàng nha. Nói chung nhà thầy không có vàng đâu, chỉ có ở mấy cái hầm vàng thỏi thôi chứ không có vàng trang sức. Chỉ có cô có đeo em, cô có đeo dây chuyền với lại nhẫn, chứ thầy thì cứ cả nhẫn cưới đồ bán ăn hết rồi, đói bán ăn hết rồi. Nói đùa nha. Chung anh em, đồ vật nào dễ bị rỉ, em hả? Đó chính là cái anh sắt này. Sắt này là cực kỳ dễ bị rỉ em nha. Từ đó em có nhận xét gì khả năng phản ứng hóa học của các kim loại này? Như vậy thì khả năng phản ứng của các kim loại là khác nhau, đúng không? Và khả năng phản ứng các kim loại nó sẽ giảm dần là gì? Từ sắt tới đồng, rồi tới gì? Tới bạc, rồi tới vàng. Nghĩa là sắt này nó sẽ phản ứng rất là mạnh. Nghĩa là anh sắt này tại sao anh bị rỉ? Tại vì sắt này nó cộng với oxy để tạo thành oxắt xít tử Fe3O4. Rỉ là do thằng này này. Rỉ. Kim hiểu nè. Ok. Đó chính là sắt. Cái này người ta trả lời là sắt nha. Sắt dễ bị rỉ nha. Nên là khi người ta chọn đồ trang sức mà người ta đeo á, thì chủ yếu là người ta có thể đeo vàng với bạc, chứ không ai đeo sắt với đồng nè. Đồng thì nó không sẽ tác dụng với oxy để tạo thành COO, ok chưa? Rồi, đây nghe.
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xây dựng dãy hoạt động hóa học. Khi quan sát phản ứng của các kim loại, các chất khác nhau, có thể sắp xếp kim loại thành dãy thứ tự khả năng phản ứng giảm dần. Dãy này được gọi là dãy hoạt động hóa học. Bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp mức độ hoạt động hóa học của natri, sắt, hydro, đồng và bạc. Khảo sát phản ứng của các kim loại natri, sắt, đồng với nước. Thì trong đây á, ở điều kiện bình thường thì natri sẽ phản ứng mạnh liệt với nước. Nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ cho cái viên natri bằng hạt đậu xanh vô nước thì natri này nó sẽ phản ứng mạnh liệt, mạnh liệt. Thì natri này phản ứng với nước sẽ tạo thành là NaOH cộng hydro. Có được chưa nào? Còn sắt thì với đồng chúng ta cho vào trong điều kiện thường thì chắc chắn không bao giờ phản ứng với nước. Không tin bỏ cây đinh sắt và nước thì không có phản ứng xảy ra. Các em nha. Đây. Đinh sắt và dây đồng. Rồi, tiến hành cho mẫu natri về chậu thủy tinh nước đinh sắt ống nghiệm 1, dây đồng ống nghiệm 2. Phản ứng của kim loại natri với nước xem hình 18.5 ở bài 18 thì cái thằng này có rồi theo phương trình này đúng không? Quan sát hiện tượng xảy ra và thực hiện yêu cầu sau. Hiện tượng xảy ra là có một khí nổi lên này và cái viên natri này nó sẽ tan dần này. Được chưa? Dựa vào khả năng phản ứng của với nước có thể chia các kim loại natri đồng và sắt thành mấy nhóm so sánh mức độ hoạt động hóa học của những nhóm này. Thì nó có hai nhóm. Nhóm 1 đó chính là phản ứng với nước ở điều kiện thường, đó chính là natri. Nhóm 1 ở đây là ở điều kiện thường. Điều kiện thường thì có natri phản ứng với nước. Còn nhóm 2 á, ở trong điều kiện thường thì không phản ứng được với nước. Không phản ứng đó chính là sắt với đồng là không phản ứng với nước nha. Ta hiểu không đấy? Tiếp tục. Như vậy thì cái mức độ hoạt động thì cái nhóm 1 này này, nhóm 1 natri này chắc chắn là sẽ phản ứng mạnh hơn là thằng nhóm 2 này. Nhóm 2 người ta đã gồm là sắt và đồng, nhóm 1 người ta là gồm natri này thôi. Được chưa nào? Cái này chúng ta có thể kiểm tra bằng phản ứng hóa học nha. Về phản ứng hóa học của natri với nước thì viên natri này này anh phản ứng cực kỳ mạnh liệt. Em cứ không tin thì giáo viên sẽ cho các em tại cái phản ứng này nhìn bằng mắt thường. Em viên natri này nó sủi bọt, nó tan nhanh lắm và nó có hiện tượng nổi sủi bọt khí nổi lên này, đó chính là khí hydro này. Còn anh sắt vì đồng cho thả vô thì không có gì, em không có gì xảy ra cả. Được chưa? Rồi, hai là khảo sát phản ứng của kim loại đồng và sắt với dung dịch axit. Thì chúng ta thấy là sắt này nó sẽ tác dụng với đồng. Tại loại sắt tác dụng với HCl theo phương trình phản ứng đó chính là FeCl2 cộng hydro, cũng có một khí này nổi lên đây, có một khí nổi lên. Còn thằng đồng này không phản ứng với HCl, không phản ứng thì chứng tỏ sắt sẽ mạnh hơn đồng. Hãy cho biết kim loại này phản ứng với dung dịch HCl, ở đây đó chính là sắt. So sánh mức độ sắt của đồng với hydrogen thì chứng tỏ ở đây là sắt sẽ mạnh hơn hydro và hydro này sẽ mạnh hơn đồng, tại vì đồng nó không đẩy được hydro ra khỏi cái gốc cái anh axit này. Hiểu chưa? So sánh mức độ hoạt động của sắt với đồng thì chắc chắn là sắt sẽ mạnh hơn đồng, nghĩa là lớn hơn đồng, nghĩa là mạnh hơn đồng. Thì ký hiệu từ lớn hơn này thể hiện là từ mạnh á. Hiểu không? Cái hiểu mà nghĩa là ở đây này, ta hình dung nè, sắt nó cộng với HCl thì anh sắt này anh thế chỗ anh hydro đây. Hydro đây để anh tạo thành là muối sắt 2 nha, chứ không phải muối sắt 3 em nha. Cộng hydro, anh ta công bằng này là 2. Còn cái thằng đồng anh yếu hơn hydro nên anh không thể thế chỗ hydro chỗ đây. Không thế chỗ được nên cái này là không xảy ra phản ứng. Không xảy ra phản ứng. Các em hiểu chưa? Chứ các em ngay chỗ đây các em quốc CuCl2 cộng hydro là tào lao đó nha. Tại vì thằng đồng này nó yếu hơn hydro, nó đứng sau hydro nên không thể nào mà đẩy hydro ra được khỏi cái hợp chất axit được. Hiểu chưa? Để thôi. Ok chưa? Rồi tiếp tục. Cái nhóm 3. Như vậy nãy chúng ta biết là nếu như nãy chúng ta sắp xếp bốn thằng là natri mạnh nhất rồi tới sắt rồi tới hydro rồi tới đồng rồi ha. Đúng không? Ta biết bốn này rồi. So sánh mức độ hoạt động hóa học của kim loại bạc và đồng. Bạc và đồng thì chuẩn bị này, dây đồng dung dịch bạc nitrat
2% ống nghiệm và banh, tiến hành dùng kẹp lấy cái dây đồng này, chúng ta nhúng vào đây. Nhúng vào đây thì nó sẽ xảy ra phản ứng này này em này. Đồng cộng với bạc nitrat thì cái thằng đồng ở này nó sẽ thế chỗ thằng bạc ở đây. Nó sẽ thế chỗ bạc này, chứng tỏ thằng đồng nó sẽ mạnh hơn thằng bạc, nghĩa là thằng bạc yếu hơn thằng đồng. Như vậy nó tạo ra CuNO3 tất cả hai lần này, và cộng với bạc ở đây là kết tụ ở đây. Được chưa nào? Như vậy chứng tỏ là thằng đồng này sẽ mạnh hơn thằng bạc. Đó. Thấy chưa? Ok. Hiểu không? Quan sát thí nghiệm này, mô tả hiện tượng với phương trình hóa học xảy ra. Thì thầy đã viết cái phương trình ở đây rồi nè. Thì mức độ hoạt động thì thằng đồng này nó sẽ hoạt động mạnh hơn thằng bạc. Hiểu không? Đó. Như vậy thì qua ba thí nghiệm trên, hãy sắp xếp mức độ hóa học của các kim loại natri, sắt, đồng, bạc và hydro thành chiều giảm dần. Thì natri sẽ đứng trước, rồi mạnh nhất là natri, tới gì thằng sắt, rồi tới gì thằng hydro, rồi tới gì thằng đồng, thằng đồng, rồi tới cuối cùng là thằng bạc. Đó. Được chưa nào? Đây, thầy có câu thần chú ở đây nha, có câu thần chú. Cái em muốn mà người ta sắp xếp này, câu thần chú này các em vào dùm thầy bài 16 hóa học lớp 8 chương trình cũ á, có câu thần chú để các em nhớ này, thì thầy cũng ghi lại một lần nữa này: khi nào cần may áo, đây là tự may này, vì xấu á, khi nào cần may áo giáp sắt nên sang cửa hàng, nên sang cửa hàng Á Phi Âu. Coi thầy sẽ đáp tương ứng với các cái kim loại này, khi là kali đúng không, nào là natri này, cần canxi này, may nghĩa là magie này, được không, áo là nhôm này, giáp là kẽm này, sắt này, được không? Đó, nên ở đây là nickel này, sang là thiếc này, cửa là đồng này, hàng là thủy ngân này, Á phi Âu, Á là bạc, phi platin, Âu là vàng này. Được chưa nào? Như vậy bên cạnh đó chúng ta phải chèn vô này: khi nào cần may áo giáp sắt nên sang cửa hàng Á Phi Âu, đúng không? Như vậy thì ở đây sắt thì chỗ này chúng ta sẽ thêm chì. Đây, sắt là ở đây là chì này các em này, BB này chính là chì này. BB này, chì này, và chỗ này là hydro. Hydro. Đó, khi nào cần may áo giáp sắt nên sang cửa hàng Á Phi Âu theo chiều như vậy. Thì phần này thầy giảng rất là kỹ ở trong cái chương trình hóa học lớp 8 và chương trình cũ đó nha. Ok. Vậy thôi. Về phần đây, thầy cũng có đưa ra từng cái này. Một này, khảo sát phản ứng kim loại của natri sắt với đồng với nước. Tiếp tục phần 2, phần 3. Được chưa? Phần 2 ABC thì thầy kết luận theo cái yêu cầu hoạt động thôi các em. Nhá. Rồi phần 3 đấy. Được chưa? Học nãy chúng ta đã hiểu cái anh nào mạnh và anh nào yếu chưa? Đó, khi nào cần mẻ giáp sắt cứ theo chiều đó, là cái anh đứng đầu là mạnh nhất mà anh cuối cùng là anh yếu nhất nha. Rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ cố gắng học giùm thầy phần này nha. Ok, chúc em học tốt. Bye bye. Rồi. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha.
Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa đó. Ok, Hòa Lan đẹp em đấy, đẹp luôn. Chà.